Kể từ khi mình nuôi bé Chút là mình tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ ăn thịt vịt nữa rồi. Nên hôm nay ha, mình phải diện một cáo thật là bé Chút để đem món vịt ra. Cái gì vậy bà nội? Lộn gà rán chứ. Nhưng mà phải là gà rán Chulibi được chết hãy lựa chọn là món gà rán hợp vị nhất mới chịu rồi nha. Mà trước tiên là phải cho hai đứa con mình ăn trước cái đã. Bình thường là mình cũng hay ăn gà rán Chulibi lắm, nhưng mà nay đọc được cái tin là chết hãy lựa chọn gà rán Chulibi là mình thấy càng thêm tin tưởng. Nó thiệt nha, vì nếu mà không ngon sao siêu đầu bếp ta chọn đúng không? Mà không biết mọi người sao chứ gà rán Chulibi là một phần tuổi thơ của mình luôn. Hồi nhỏ ở Vĩnh Long quê mình á, chỉ có một hàng gà rán Jollibee thôi. Mà thời đó mình làm sao có tiền mà ăn nội ơi. Kiểu là phải dành dụm dữ lắm á, một tuần mình mới ăn được một bữa. Thì mặc dù các gà rán khác vẫn có cái ngon riêng, đặc trưng riêng, nhưng mà đối với mình là gà rán Jollibee là hợp vị nhất. Và giống như là một phần tuổi thơ mà mình không thể nào quên. Mấy gà rán này đem ra lúc nào cũng nóng hổi, mà cái màu vàng ươm không có bị sậm nha. Tôi nói cái lớp vỏ nó giòn rụm, thịt nó mềm mà không có bị khô, kiểu rất là mỏng nước nha, không phải là bị đổ dầu đâu. Ăn xong là vẫn không quên là chừa phần cho con bé Chút, bé Chiếc mỗi đứa miếng dưa leo nữa nè ông nội ơi à.